Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp một tác giả mới, An Yên. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Chết Oan. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của An Yên thì hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của An Yên nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý vị và các bạn nào chúng ta muốn gửi truyện về để cộng tác với kênh Xóm thì chúng ta hãy gửi qua email trầnthiaudio@gmail.com hoặc là gửi về fanpage của Xóm, Facebook của Thi. Tất cả thông tin Thi có để ở trong phần mô tả. Quý vị và các bạn chúng ta hãy theo dõi ở đó rồi gửi về cho Thi để cho tiện việc ban biên tập theo dõi và duyệt mail nhé. Rồi ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Chết Oan, tác giả An Yên. Ở ngay khoảng ruộng cuối làng sáng hôm nay, người ta bỗng nhiên phát hiện ra một cái xác chết úp mặt ở máng nước. Cái xác ấy cao chừng 1m6, thân người mập mạp, mặt cắm xuống máng, hai chân chổng lên bờ. Người ta chỉ cần thoáng qua cũng phần nào đoán ra được có lẽ người chết này là một người đàn ông, hơn nữa còn khá trẻ. Người phát hiện ra cái chết quái oăm này là ông Thản. Ông Thản làm chân ủy viên trong chính quyền xã, năm nay ngoài 53. Sáng nay như mọi lần, ông Thản thủng thẳng theo thói quen dắt con chó Phốc đi tập thể dục. Ngày nào cũng như ngày nào, hai buổi là buổi sáng và buổi tối, dân làng đã quen với cảnh một người một chó đi dạo ở ngoài cánh đồng. Buổi sáng hôm ấy là một sớm tinh mơ nhằm cuối tháng 10 dương lịch. Cánh đồng lúa rộng ngút ngàn tầm mắt, bao quanh khuôn viên của làng đã gặt xong, chỉ còn trơ gốc rạ. Buổi sáng hôm ấy, ông Thản ra dắt chó đi đái thì đột nhiên con chó Phốc giật xích lao nhanh lại mé bờ. Động tác đó nhanh đến nỗi khiến ông Thản bị té chúi đầu, ngã bổ nhào ra đất. Bực mình bò dậy tính quát cho con chó quái thai một trận thì ông Thản chợt giật mình vì phát hiện ra có một đôi dép để trên bờ chính. Phàm là những người ở quê chắc biết cánh đồng có những bờ chính giáp ngay máng dẫn nước và là đường đi lại chính cho các xe chở lúa trong mùa gặt. Từ đây mới chia ra các bờ nhỏ dẫn đến các thửa ruộng. Ông Thản nhìn đôi dép tổ ông rồi bần thần lẩm bẩm: Quái lạ, đứa nào mà nó ra đồng sớm thế nhỉ? Hay là chúng nó bỏ quên chăng? Đang đần người suy nghĩ thì tiếng con Phốc sủa ầm lên, kéo ông Thản trở lại thực tại. Trong không gian nhập nhoạng tranh tối tranh sáng của buổi sớm mờ sương, ông Thản giật mình vì thấy cách bờ chính chỗ ông đang đứng mấy thửa ruộng có một người mặc áo ba lỗ trắng nằm dưới máng. Ông Thản nghi hoặc nheo mắt nhìn cho rõ rồi tự nhủ: Mẹ tiên sư, đứa nào xài rượu à mà nằm lăn rạch kìa thế, ông khéo trúng gió là bỏ mẹ luôn. Nghĩ đoạn, ông Thản lật đật lội qua mấy mảnh ruộng, mồm ý ới gọi: Đứa nào nằm lăn quay ra thế hả? Lúc tiến đến gần, định thần nheo mắt nhìn cho kỹ, ông Thản ú ớ ngã bệt ra đất, mồm ông há hốc, mặt tái xanh, chân tay nhũn ra tựa hồ mất hết sức lực. Vì chỉ một giây trước thôi, đập vào mắt ông là hình ảnh cực kỳ kinh dị. Xác một người đàn ông đang nằm úp mặt xuống máng, một chân co, một chân duỗi, quần thì không hề xắn. Ông Thản kinh hãi cắm đầu bỏ chạy. Tiếng ông gào còn to hơn cả tiếng chó sủa, ngay lập tức đánh động mấy nhà gần đó. Đám dân làng còn chưa tỉnh ngủ, nghe náo động cũng lũ lượt kéo nhau ra đồng xem. Dân làng bu vào chỗ ấy, vây quanh đông lắm.
người ta không biết tại sao lại có cái xác này ở đây, và rằng tại sao cái xác người đàn ông này lại chết một cách quái dị đến vậy. Nghe tin người làng báo cáo, ông Hậu là chân trưởng thôn phụ trách việc công đã nhanh chóng xuất hiện. Đôi mắt cặp kèm, dải còn động cả tảng bên mép, hơi thở gấp gáp phát ra theo mỗi nhịp chân. Hẳn là ông ta vừa mới trải qua một đêm ngủ chưa đủ giấc. Tất cả tránh ra hết xem nào, để người có thẩm quyền như tôi vào giải quyết. Tránh ra! Ông Hậu hét to, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Thoáng nhìn thấy cái bản mặt của ông Hậu xuất hiện là đám người làng lập tức chuyển sang bu lấy ông ta, kể như tấn công. Có người đàn bà nói hăng quá, còn văng cả nước giải nước bọt tứ tung. Sáng nay tôi vừa cắp cái thúng để tính đi chợ sớm, nghe tiếng bác thẳng, bác ấy gào nữa, nên tôi bỏ thúng tôi chạy luôn. Lúc đầu tôi tưởng bác ấy ngái ngủ nên bác nhìn nhầm, ra tận nơi xem thật hư. Ôi trời ơi, lúc ra đến đầu bờ máng thì đã thấy cái xác nó nằm ở đây rồi. Trời ơi, khổ thân cái người đàn ông kia, không biết cái quân ác độc giá mang nào mà nó lại ra tay tàn bạo đến như thế. Tiếng một ông cụ râu dài đeo kính lão ra vẻ tri thức phán đoán. Chắc gì đâu phải giết ngầu vậy, khéo rượu kè rồi trúng gió sao. Gần cuối năm rồi, dạo này gió trướng, gió độc nhiều lắm ạ. Hở răng cái là chết như bẩn ạ. Một chị mặt mâm, răng bàn chải, cãi liền. Cụ nói vô lý bỏ mẹ, cháu ít học thật á, nhưng mà nhìn cái là biết ngay à. Gió độc gì mà toát cả đầu ra thế kìa. Ông cụ kia đối lý nên lặng im không đáp. Một người đàn ông vừa cầm cái thừng kéo con trâu, vừa chống tay một bên, chỉ trỏ vào cái xác rồi nói: "Nửa đêm qua tôi dậy đi đái, tôi thấy thằng này với mấy thằng nữa kéo nhau ra đồng. Tôi thì tôi cứ nghĩ là chúng nó đi hung chuột đêm, vì mới xong mùa gặt mà. Nhà tôi ở sát đây nên tôi biết chứ. Có điều trời tối quá cho nên tôi chẳng nhận ra chúng nó là ai. Hóa ra là chúng nó đưa thằng này ra đây giết, chứ chẳng phải hung chuột à." Một người đàn bà chanh chua cũng xen vào cuộc, kể lể: "Nhìn cái dáng người này quen quen, khéo là người làng mình chứ chẳng phải làng khác đâu. Bởi làng khác thì làm gì có ai lại dám ra đồng làng mình vào ban đêm thế này." Ông Hậu lắc đầu đến mấy lượt cho thật tỉnh ngủ, rồi mới quát to, giọng nói ra chiều kẻ cả: "Ôi trời, thôi, các ông các bà im hết đi, toàn nói vớ vẩn, không có cái gì liên quan đến vấn đề cả." Nói xong, ông Hậu lại giáo giác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, rồi chợt rung vai cười đắc chí, đoạn chỉ về một phía gọi to: "Cái thằng Sử đây rồi, mày phong tỏa hết chỗ này lại cho bác, để lát qua bác đi trình báo trên xã. Nhanh lên, không người làng lùa trâu bò đi qua lại hỏng hết hiện trường bây giờ à." Nghe tiếng gọi đầy uy quyền phát ra từ cái cổ họng nhăn nhúm đó, một thanh niên nhanh chân tách đám đông tiến lại. Cả đám dân làng nhanh chóng nhường đường, rồi đánh ánh mắt theo hướng mà ông Hậu vừa chỉ. Đó là một người thanh niên độ chừng 20 tuổi, da dẻ đen nhẻm, tóc xoăn, mắt trắng, nhưng có thân hình bệ vệ to lớn hơn hẳn đám dân làng. Người làng này còn lạ gì hắn? Hắn tên là Sử, được dân làng cử vào chân đinh trọng lịch, vốn là một nhiệm vụ tương tự như dân quân tự vệ trong làng. Sử bỏ học từ năm lớp 3 nên lớn lên chữ nghĩa chẳng có, chỉ chuyên đi làm thuê, xách vữa và thồ gạch mọc khắp xã. Được dịp tuyển dân quân, ông Hậu thấy hắn to khỏe nên tuyển ngay vào đội dân quân tự vệ của thôn, vì tính Sử vừa cù lần lại dễ sai bảo, hợp ý với ông Hậu lắm. Nghe tiếng ông trưởng thôn gọi mình, Sử đang ngồi xổm một góc quan sát cái xác cũng phải đứng dậy lầm lũi đi về phía ông, ánh mắt hơi sợ sệt, ra chừng không hiểu ý. Ông Hậu thấy lính của mình dường như chưa rõ thì liền nhắc lại: "Sao mày cứ đần mặt ra thế hả?
mày phong tỏa hiện trường lại cho bác. Thằng Sử tuy to xác nhưng trí óc như đứa trẻ lên ba. Dân làng đồn nhau rằng dạo mẹ nó là bà Thẩm mang thai, do không biết có chữa nên uống thuốc dung, vì lẽ đó nên sinh ra thằng con không thật, cứ u u mê mê. Giờ nghe ông Hậu nói những câu mà trước giờ chưa nghe bao giờ, thằng Sử bối rối gãi đầu rồi thưa lại: Bảo vệ hiện trường là gì hả bác Hậu? Ông Hậu ngớ người than, ông chửi: Sao mà mày ngu thế hả? Mày lấy cái dây thừng này nè, buộc với bốn cái cọc gỗ, rồi mày đóng cố định bốn góc vào để chắn cho người ta không dắt trâu qua, rồi giải tán hết đám đông đi. Làm được không? Hay là để tao làm luôn? Thằng Sử đứng nghiêm người, tay đưa lên trán làm điệu bộ nhà binh. Tư thế này ông Hậu dạy mấy lần hắn mới làm được, và nghe chừng thích cái kiểu cách đó lắm. Đoạn nó hét to: Vâng, thưa bác trưởng thôn, cháu đi làm ngay đây. Ông Hậu hơi giật mình và cũng hơi ngượng vì hành động của thằng Sử. Ông trợn mắt liếc xéo qua lừ hắn ta một cái, sau đó nhìn đám người làng rồi dõng dạc nói: Thôi, giờ ai về nhà nấy cả đi. Ai có ra đồng thì nhớ là dắt trâu vòng qua cái chỗ đấy biết chưa? Kẻo phá nát cái hiện trường á, là tôi kêu dân phòng kéo lên trên xã nhốt dầm bữa nửa tháng chứ chẳng chờ đâu á. Cái tội phá nát hiện trường á thì phải quy cho là đồng phạm với cái lũ tội phạm. Nhớ nha, cấm có động vào cái xác á, để cấp trên xử lý. Nói xong, ông Hậu kêu ông Nhân là chân thủ quỷ thôn lấy cái xe đạp chở mình xuống xã báo cáo tình hình, vì ông Hậu không biết đi xe. Đi bộ thì lâu, mà giao cho kẻ khác thì ông sợ chúng nó ăn nói không gãy gọn, ảnh hưởng đến bộ mặt của làng, cũng là bộ mặt của ông. Những chuyện hệ trọng thế này chỉ có ông mới đủ sức trình báo. Hai ông già trèo lên xe đạp rồi đạp xe đi mất hút ở cuối con đường mòn của thôn. Đợi ông Hậu vừa đi khuất, thằng Sử cũng hì hục đem mấy cái cọc gỗ chôn xuống dưới đất, rồi bắt đầu căng dây thừng xung quanh để đòi bảo vệ hiện trường. Dân làng nghe tin bầu đến mỗi lúc một đông. Người nào người nấy đều bàn tán râm ran về cái xác đó, nhưng chẳng ai dám lại gần, sợ gặp phiền phức thì nguy to. Nửa tiếng đồng hồ sau ông Hậu mới về. Lần này ông Hậu đi theo cùng một đám người ở xã, từ chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, rồi đến cả trưởng công an xã, để bọn họ về xem xét. Nghe tin có người trong xã chết, ở trên huyện cũng cử công an tuyến huyện xuống để điều tra, và mất thêm nửa tiếng sau cũng đến nơi. Trong thời gian ấy, cấp huyện ra lệnh cho cấp xã phải bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin, để khi có người phụ trách xuống thì còn báo cáo. Ông Hậu hấn hở lắm, chạy lăng xăng khắp làng để hỏi han, vì nếu như ông mà moi móc được chút tin tức gì thì khéo lại lập công lớn. Cả làng Thanh Đa đều bấn loạn, có người thì thào nói với nhau rằng cái xác ấy hình như là anh Thành, người xóm giữa. Ngặt nỗi họ hàng nhà anh đều có việc lên tỉnh vì bận đi làm cái đám ma cho một người trong tộc. Người làng cứ râm ran bàn tán xôn xao. Đến khi công an huyện cử xuống một đội điều tra gồm 4 người, 4 người được phòng cảnh sát hình sự thuộc công an huyện cho xuống để đón đầu điều tra. Cỡ 20 phút sau, đội pháp y cũng có mặt. Quả thật ở cái làng này chưa từng xảy ra vụ giết người nào, nên việc này lớn lắm. Đám dân làng chỉ trỏ, bàn tán rằng nếu không tìm ra manh mối thì còn phải mời cả công an tỉnh, công an trung ương về, chứ không phải là việc nhỏ. Vụ án kinh hoàng này khiến cho dân với đa phần làm nông ít ra khỏi lũy tre làng cực kỳ hoang mang. Nghe tin trên huyện cử 4 người công an về, ông Hậu mừng lắm, chạy ra đón ngay ở đầu làng, rồi tay bắt mặt mừng. Ba chiến sĩ lập tức tiến đến hiện trường để xem xét. Một nữ chiến sĩ công an thì cắp một cái cặp sát nách, cầm một cuốn sổ gì đó để ghi chép lại vụ việc. Ông Hậu được dịp vui sướng, cười te toét, cứ bám sau lưng một chiến sĩ mà kể lể. Được tình bốn đồng chí xuống điều tra
là tôi đã thu thập thông tin khắp làng rồi đấy. Làng này chưa phát hiện thấy có ai mất tích cả. 89 phần là người làng khác dạt về. Hiện trường được giữ nguyên để chờ công an về khám nghiệm tử thi. Khi 4 chiến sĩ công an có mặt tại hiện trường, bắt đầu lật xác người đàn ông đó lên để kiểm tra, thì dân làng cũng thất kinh vì không ngoài dự đoán, cái xác ấy đúng là của anh Thành. Kiểm tra sơ bộ, bên ngoài phát hiện mấy vết thương khá rõ ràng. Một vết lằn tím thâm như vết dây thần thít chặt vào cổ và dấu móng tay cào những đường rớm máu. Kèm theo đó là một vết thương trên đỉnh đầu phía bên phải. Quần áo nạn nhân có dấu vết nhăn nhúm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phía công an phán đoán nạn nhân mất từ tối hôm trước, chứ không phải là mất vào sáng sớm. Lại thêm vết dấu móng tay rớm máu cào quanh vết hằn trên cổ và vết nhăn nhúm nơi quần áo, chứng tỏ nạn nhân bị giết chết và đã chống trả kịch liệt. Hiện trường vụ án không xảy ra ở cái máng này, vì xung quanh, ngoài dấu chân con chó và ông Thản, người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân, thì không có dấu vết vật lộn. Gia đình nhà anh Thành vẫn không hề biết gì, phần vì cả họ tộc kéo nhau lên tỉnh làm đám ma cho người thân, phần vì hơn tháng nay anh Thành đổ bệnh và ngủ riêng một phòng. Mãi đến khi ông Hậu gọi điện lên thông báo, cả họ mới biết tin và kéo nhau về. Tiếng gào khóc vật vã và không khí thê lương cũng từ đó mà vang lên đến não lòng. Công an đề nghị mổ khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình anh Thành đề nghị là thôi, bỏ qua, không mổ vì sợ tang thương quá. Dẫu thế, vì nghi cái chết của cháu mình bị hàm oan, nên ông Luân trưởng tộc đã thuyết phục vợ con và bố mẹ anh Thành. Ở làng quê dạo ấy, trưởng tộc được tôn sùng như bậc cha chú và có tiếng nói lắm. Nghe ông Luận phân tích rạch ròi, vợ con anh Thành cũng đành nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận. Ngay lập tức, một tấm bạt được quay lên và đội pháp y tiến hành mổ tử thi ngay tại hiện trường, vì họ hàng nhà anh Thành nhất định không cho mang xác con cháu mình đi đâu. Sau khi kết quả khám nghiệm đã rõ ràng, bên phía công an khẳng định nạn nhân bị giết rồi đem xác ra đây phi tang. Thi thể anh Thành sau đó được trao lại cho gia đình, và họ tộc nhà ông Luân cũng nhanh chóng tổ chức đám tang cho anh Thành như mọi đám tang khác trong làng. Nghĩa là kèn tàu, phúng viếng những 2 ngày 3 đêm mới đem ra đồng chôn. Tất cả đều đợi bên công an truy lùng kẻ sát nhân. Ngày buổi tối hôm cử hành tang lễ cho anh Thành, làng này xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt. 2 người đàn ông đó cải trang thành 2 người bán hàng rong. Họ bày ra một xe khoai lang rất lớn ở ngay đầu thôn, rồi lân la hỏi thuê một căn nhà vắng ở trong thôn tiện bề buôn bán và ăn ở, cũng như làm kho để chứa bớt vì khoai lang nhập về nhiều quá. Nhưng thật không may cho 2 người là không thể thuê được căn nhà đầu thôn, vì người chủ căn nhà ấy bệnh nặng nên người nhà không tiếp. Cuối cùng bất đắc dĩ, ông Hậu vào sẩm tối đêm hôm ấy được 2 người đó đánh tên triệu tập ra nhà văn hóa của thôn để bàn bạc. Nhìn thấy 2 người đàn ông lạ mặt, ban đầu ông Hậu còn hơi ngờ ngợ, vì đúng là trước đó ông mới chỉ gặp họ có 1 lần, mà lại chỉ gặp thoáng qua một chốc rồi họ đi ngay. Nhưng cũng đủ để ông nhận ra 2 khuôn mặt đó chính là 2 chiến sĩ công an. Lần này họ về chỉ mặc thường phục, lại đứng ở đầu nhà văn hóa của thôn, không tự giới thiệu nên ông Hậu cứ ngỡ mình gặp phải người lạ. Phải đến khi chiến sĩ Hòa kéo ông Hậu quay lại, nói thầm vào tai ông ta mật lệnh của cấp trên, thì ông Hậu mới biết. Ồ, thì ra là đồng chí công an huyện đấy à. Trời, vậy mà tôi nhận không ra. Gớm, các đồng chí hóa trang khéo quá. Hòa đưa ngón tay trỏ lên trước miệng ra dấu cho ông Hậu nhỏ giọng, rồi khẽ khàng nói. Ông nhỏ tiếng thôi, bại lộ hết sự việc bây giờ. Giờ chúng tôi cần ông sắp xếp cho một chỗ nghỉ ngơi tạm thời ở trong làng,
để nằm vùng điều tra. Phải thật bí mật đấy ông biết chưa? Hở ra là thủ phạm nó chạy mất. Ông Hậu hơi ngẩn người, rồi chợt như hiểu ra. Ông ta vội vã hồ hởi. Chuyện đấy thì không khó gì. Mấy đồng chí cứ đến nhà tôi ở mấy hôm đi. Thôi đi nhanh lên á, không kéo trời tối mất. Ông Hậu nói xong liền quay đầu, kéo tay Hòa đi theo cùng. Bất thình lình, Hòa giữ tay ông ta lại rồi nói: Chúng tôi tạm thời chưa đi theo ông được. Tối nay chúng tôi còn phải tranh thủ điều tra. Đến đêm khoảng hơn 10 giờ, ông lại ra đây đón chúng tôi về nhà ông nghỉ tạm. Nghe Hòa nói thế, Thượng úy Nam lắc đầu nhỏ giọng: Không ổn đâu. Việc thu thập thông tin ở đây không được bao nhiêu đâu. Theo tôi nghĩ chúng ta nên trực tiếp đến viếng đám tang mà nghe ngóng. Hung thủ thường có thói quen quay trở lại hiện trường hoặc là ma chay người chết để dò xét tình hình mà. Ý anh ra sao? Hòa gật đầu đồng tình, đôi lông mày sâu rớm khẽ nhíu lại rồi đáp: Tôi cũng tính đến tâm lý tội phạm rồi. Nhưng đùng một cái xuất hiện hai người lạ mặt lãng giảng ở đó, chắc chắn thủ phạm sẽ sinh nghi. Chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Việc điều tra của chúng ta phải tiến hành trong bí mật, đồng chí hiểu chưa? Ông Hậu khẩn người thốt lên: Việc đó có gì đâu khó. Hai đồng chí có theo tôi qua đó đi. Tôi sẽ giả bộ sai hai người làm chân mẫu lẫn giết gà. Việc chứ việc ấy dễ như bẩn. Cứ là người do tôi báo là chả có ai nghi đâu. Hai chiến sĩ công an thua mưu ông Hậu thì thầm để phục. Vậy là cả ba tiến hành kế hoạch đã vạch ra. Nhờ sự giới thiệu của ông Đồng, việc Hậu cần tổ chức cổ bàn giao luôn cho đám ông Nhiệm và hai chiến sĩ công an đó. Cho đến đêm thứ hai, khi lễ khâm liệm cho anh Thành đang diễn ra, thì Hòa phát hiện ra một sự lạ. Đó là một gã đàn ông xăm trổ đầy mình, dáng vẻ rất bậm trợn đến cúng tế. Nhìn thái độ e dè, ánh mắt đảo láo liên, chiến sĩ Hòa bằng con mắt nghiệp vụ đã nhanh chóng phát hiện ra sự lạ, khai thác nhanh với vợ của anh Thành và ông Đồng. Hai chiến sĩ đã nắm được thông tin bước đầu. Gã đàn ông đó tên là Nắm, cũng là dân khá đầu gấu trong làng. Nắm là tay số má đã lâu. Hắn là đàn em của Tư Lành, một chỗ vận tải có một đội xe chuyên đào đất ao hồ, đất rìa làng để chiếm dụng, sau đấy thì bán kiếm lời. Cả làng này chẳng ai qua lại với hắn, kể cả lời nói của ông Hậu, hắn cũng chẳng coi ra gì. Nắm cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với gia đình nạn nhân. Vậy mà trong lễ phúng điếu, hắn lại đem hơn 20 triệu đến thắp hương và nói với người nhà anh Thành là trả nợ cho anh. Khoản nợ này cả nhà anh Thành không ai biết cả. 20 triệu thời bấy giờ rất là giá trị. Khi gia đình anh Thành gặng hỏi thì Nắm cũng không nói rõ là nợ nần thế nào, chỉ bảo là trả nợ rồi xin phép về luôn. Hai chiến sĩ công an nhanh chóng báo về cấp trên và cả đội quyết định điều tra vì chi tiết đắt giá đó có thể giúp phá được vụ án quan trọng này. Phía công an đang ráo riết tiến hành điều tra thì một sự việc khác cực kỳ quái dị diễn ra. Và điều quái đản hơn là nó diễn ra vào ban ngày, nhằm đúng lễ mở cửa mã của anh Thành. Lúc đó tầm 1 giờ chiều, anh em con cháu và bạn bè cũng tụ tập đông đủ lắm và bắt đầu làm lễ tụng kinh. Đến đầu giờ chiều, khi cánh phụ nữ đã ăn xong, còn cánh đàn ông thì đang uống rượu, thì tự nhiên cô em dâu của anh Thành đang ngồi nhai trầu thì mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ gay, chỉ tay vào đám anh em con cháu mà mắng chửi. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô em dâu đó đập bàn đánh rầm rồi gầm lên: Tiên sư chúng mày, tao ngồi đây mà từ trưa đến giờ không đứa nào chào hỏi. Chúng mày ăn uống linh đình cũng không đứa nào mời tao. Tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày. Cả đám họ hàng mấy chục người thấy sự lạ thì ngơ ngác nhìn nhau, lại quay sang nhìn cô em dâu chầm chập. Chưa kịp định thần thì hồn ma anh Thành chỉ tay vào thằng cháu ruột tên là Thân rồi gầm lên:
tao sẽ bắt mày đầu tiên. Đúng đêm nay, tao giật cho chết tươi. Tất cả mọi người thấy thế thì biết ngay cô em dâu này bị Vong Anh Thành nhập vào rồi. Đám phụ nữ thì sợ quá, đứng co lại một góc. Đám đàn ông thì đứng lên tiến về phía cô ấy. Cô em dâu của Thành bất ngờ đứng lên, gạt tay hất hết cả mâm bát trên bàn xuống. Mấy người đàn ông phải quay ra giữ chặt cô ấy. Nhưng lạ thay, sức đàn ông trai tráng mà vật lộn mãi cũng không giữ nổi. Vợ con anh Thành cũng chạy ra khóc lóc, ôm lấy anh, hỏi anh trong nước mắt. Anh ơi, em xin anh, em lại anh, anh có cần cái gì thì anh báo cho mẹ con em. Anh sống khôn thác thiệt, anh về anh báo cho em với, anh ơi. Bất thình lình, người em dâu đờ đẫn mấy giây rồi ngồi thụp xuống, đoạn khóc ván lên những tràng ai oán. Chưa đầy 3 giây sau, lại đứng bật dậy, mắt vẫn long sòng sọc, cả người giãy giụa rồi rít lên. Tao chết oan, tao chết oan, nên tao sẽ bắt chúng mày theo tao. Mấy cụ già trong tộc là người bình tĩnh nhất. Đám ấy cứ hỏi anh Thành chết oan thế nào, nhưng anh Thành nhất định không nói, mà chỉ kêu đúng 3 chữ: tao chết oan thôi. Cả họ đang hoang mang chưa biết sự tình ra sao thì bất ngờ Vong Anh Thành nhảy dựng lên. Thân xác đàn bà đó phi qua 2 cái bàn gỗ kê sát nhau, độ dài hơn 3 mét, rồi vung tay túm lấy thằng Thân và rít lên. Mày phải chết! Thằng Thân sợ quá, đái ướt đẫm quần, mồm méo xệch, ú à ú ớ. Ông Luân trưởng tộc run lẩy bẩy, nói đến lạc giọng. Rồi dâu, tiếc chó ở đâu? Đám thanh niên nhanh chân đi chặt roi dâu, tìm tiếc chó mang về. Những cây roi dâu được mang đến đầu tiên. Vong Hồng Anh Thành nhìn thấy chỉ cười sằng sặc và chỉ tay vào mặt thằng Thân, gằn giọng nói. Chúng mày đừng có mang mấy cái trò trẻ con này ra dọa tao. Thằng này tao phải giật cho chết. Nghe náo động, hàng xóm kéo đến mỗi lúc một đông. Bà Kha mẹ anh Thành năm đó ngoài 70 tuổi, đang nằm liệm đi trong giường trong. Lúc sau nghe tiếng ầm ĩ, bà mới ráng lê thân tàn ra ngoài. Thấy hồn ma con trai mình nhập vào xác đứa em dâu thì bà rụng rời ngã ngồi ra đất. Riêng ông Kha thì nghiến răng túm lấy nắm roi dâu quất mạnh vào vong con trai mình. Ông Kha vừa khóc vừa nói. Tao đánh mày, cái thằng bất hiếu, mày ra ngay cho tao. Mày không thương vợ con, thương anh em trong họ mày hả Thành? Sao mày còn đòi bắt thêm người nhà mình đi nữa hả con? Ông cụ Kha vừa đánh vừa khóc. Được vài roi thì ông mệt, buông roi dâu và ngồi khóc. Còn cháu phải đưa 2 ông bà vào trong nằm nghỉ. Vong Hồng Anh Thành không si nhê gì, vẫn đứng đó gầm gừ, chẳng chịu thoát ra. Một lúc sau thì người nhà ông Kha mang được một túi tiết chó về. Họ tẩm tiết chó vào roi dâu. Vong Hồng Anh Thành vẫn cười gằn, miệng rít lên chửi. Tao chết oan, chúng mày còn định đánh tao hả? Lũ mất dạy. Ông Luân trưởng tộc sau giây phút thất kinh đã lấy lại bình tĩnh. Ông rỉ tài nói nhỏ với mấy cụ già trong tộc. Dòng thằng Thành đây các cụ, nó nhập xác phàm cũng lâu quá rồi. Cứ kệ nó nói gì thì nói, một lúc nó cũng phải ra thôi. Đoạn sai đám thanh niên cứ thẳng tay cầm roi dâu tẩm tiết chó quật vào thân xác đàn bà đó. Vong Anh Thành giãy giụa, miệng rít lên gào thét, nhưng nhất định không chịu ra.
Đã vậy còn luôn mồm nói: "Tao chết quan, tao sẽ bắt tất cả chúng mày đi theo tao." Mãi tới khi hai cô em gái của anh Thành dẫn theo vị sư trụ trì ở chùa làng về, vị sư này tay cầm hương đốt bùa và niệm chú một hồi thì vong hồn của anh mới chịu thoát ra. Ngày đêm ấy, gia đình họ Tộc bắt đầu trải qua cơn gió tanh mưa máu, và quả thật thằng Thân là kẻ đầu tiên mất mạng. Đêm hôm đó, đám trẻ con trong làng theo thói quen lại đi soi ếch đêm. Mùa gặt mới xong, đám ếch hoa mai con nào con nấy béo lắm, cứ 5 con là được 1 cân, và tính ra chỉ độ 1 cân là đã đổi được ca gạo rồi. Mùa đông đã mon men ập đến làng này với những cơn gió heo may đầu mùa. Nếu không nhanh đám ếch đi ngủ đông thì phải chờ đến tận lúc tháo nước ải nhằm tháng giêng mới gặp lại chúng. Trong mấy đứa đi bắt ếch đêm hôm đó, có mỗi mình con bé Nhàn là con gái thôi, còn 4 đứa kia là con trai. Đám 5 đứa này chơi với nhau rất thân và nổi tiếng với những trò phá phách làng xóm. Có những đêm khuya trăng sáng, tụi nó còn rủ nhau đi chọc ghẹo mấy cặp đôi đang hẹn hò tán tỉnh nhau ở gần cây cầu ngay cuối làng. Oái oăm thay, trò đùa tai quái đó làm tất cả những ai đi ngang qua khúc sông đều sợ và tin rằng oan hồn của giống loài ma da chết đuối hiện về. Nghĩ vậy cũng đúng thôi, vì độ 1 năm trước, có một người đàn ông là quân nhân giải ngũ. Trong một lần đi chơi từ nhà người yêu ở làng bên về, lúc đi ngang qua con sông đang vào mùa nước lũ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta nằng nặc muốn thử sức mình, mặc cho dân quanh đó ra sức ngăn cản vì khúc sông đó sâu và lắm sóng ngầm. Ngày thường còn cuốn trôi được cả con trâu mộng, huống chi lúc đó đang là thời điểm lũ dâng cao. Nghĩ là làm, người thanh niên đó nhảy ùm xuống sông để bơi thử coi đi được bao xa. Một lần, hai lần, rồi đến lần cuối cùng thì anh ta mất tâm. Mọi người trên bờ cũng không thể ngờ được rằng anh ta đã bị chết đuối và trôi dạt đến tận khúc cuối con sông trong hiện trạng tím bầm thấy mặt kinh. Ngày dân làng rỉ tai nhau rằng trước khi anh ta chết, có người báo mộng về cho mẹ anh ta, nói rằng: "Mau đi rước con anh chị về đi, nó chết ngay ở đoạn sông gần nhà đó." Cha mẹ anh ta chưa kịp đi thì đã có người hớt hải chạy về nói rằng: "Hai ông bà ra ngay khúc sông cuối làng đi, thằng Sậu nó chết đuối và được mọi người vớt xác lên rồi." Hơn 1 năm nay, chuyện người con trai chết trẻ chưa có vợ lan ra thành nỗi ám ảnh của dân làng. Mọi người truyền tai nhau rằng hễ có ai đi qua đoạn ấy lại thấy bóng dáng có một người để đánh cá vào lúc đêm khuya và còn huýt sáo nữa. Có người lại nói rằng thấy người nằm vắt ngang cây cầu tre. Lại có người nói thấy xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tin đồn cứ truyền tai nhau mà vang xa, nên hầu hết đám trẻ con trong làng bị cấm tiệc, không cho bén mảng ra đó. Nhưng chỗ đó lại là chỗ đám thanh niên rất thích, vì hẹn hò chẳng ai làm phiền. Kể ra đám ấy cũng to gan, vì khúc sông đó nằm cách cái máng dẫn nước nơi anh Thành chết chỉ độ 1 mảnh ruộng. Quay lại câu chuyện soi ếch của đám 5 đứa trẻ, việc sục sạo vẫn diễn ra như mọi ngày. Nhưng đêm đó, đám trẻ lại thách thức nhau làm một chuyện điên rồ. Thằng Hữu là đứa lớn tuổi nhất trong đám, hôm nay dở chứng lại bảo: "Chúng mày này, chúng mày có dám đổi địa điểm bắt ếch không?" Thằng Nhậm quẹt mớ nước mũi đang còn lòng thòng, nó hỏi: "Đổi ở đâu? Ở làng này có chỗ nào mà tao chưa mò đâu?" Thằng Hữu gật gù: "Hôm nay đổi địa điểm ra con mương gần khúc sông, chỗ ông Hậu xài đóng cọc đó." Thằng Kim cả kinh: "Cháu anh Thành chết đó hả? Trời ơi mẹ mày, ra đó ma nó giật chết. Bà tao bảo
anh Thành bị ma giật chứ chẳng phải trúng gió gì đâu. Con nhà nghe thế thì nó nói khích. Mày sợ thì mày về chùm chăn, tao là tao không có sợ, đi thì đi. Thằng Kim nghe con nhàn kích tướng thì cay mũi, đánh liều gật đầu. Thế là cả đám năm đứa họ nhau đi ngược từ nghĩa địa nằm ở phía tây, giống là nơi chôn thay người làng, mà lần mò sang khúc sông ma ám và con mương nơi anh Thành chết cắm đầu và bắt đầu soi ếch. Soi được một lúc, con bé nhàn cảm thấy mất tiểu quá nên nói với tụi con trai: chúng mày đợi tao một tí đi, tao đi tè cái đã. Nói là làm, con bé tính chọn đại một bụi rậm nào đó để giải quyết. Nhưng giữa chốn đồng không mong quạnh, không biết đi đâu, nên con nhàn đành đánh liều, tuột quần ngồi sau mô đất cao và đái xuống máng nước. Chính là cái máng nơi phát hiện ra xác của anh Thành 3 ngày trước. Đang khoan khoái xả lũ thì đột nhiên một luồng gió lạnh phà vào sau gáy, hệt như có tiếng ai đó thở vào mang tai, làm con bé rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, con bé quay quắt đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm thâm u. Chiếc đèn pin buộc trên đầu con bé chỉ đủ để soi sáng một khoảng nhỏ. Con bé nhàn nghĩ là gió lùa vào nên cũng chẳng bận tâm. Nhưng lần thứ hai, con bé lại giật mình vì bị ai đó ném đất. Bực mình vì nghĩ mấy thằng kia trêu chọc, nên con bé kéo quần đứng dậy, tính chửi lại. Lúc ánh đèn pin trên đầu soi sáng, lù lù trước mặt nó, từ bao giờ xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông trong bộ vải liệm trắng, đang đứng cách nó chỉ một sải tay. Khuôn mặt người đó tím tái, trên khóe miệng rỉ ra chút máu, trên cổ lủng lẳng sợi dây thừng thiết chặt, và đôi mắt lõm sâu như đáy vực thẳm. Con bé ú ớ ngã nhào ra đất, cố gắng thét lên, nhưng cổ họng chỉ còn tiếng gào nho nhỏ vô lực. Người đàn ông đó đứng im lìm, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn con bé chằm chằm. Bất thình lình, người đó nhe răng ra cười, tiếng cười khanh khách cực kỳ ghê rợn, rồi chậm chậm tiến sát lại, cử chỉ khó nhọc, hệt như con rối gỗ giật dây. Con bé nhàn rụng rời tay chân, hồn vía lên mây, sợ đến nỗi hét toáng lên và ngất ngay tại chỗ. Đến khi choàng tỉnh dậy, đã thấy về tới nhà và không biết chuyện gì xảy ra tiếp đó nữa. Đến khi hồn phách hoàn lại phần nào, nó mới nghe mẹ nó kể lại là mấy đứa kia cõng về. Và tiếp sau đó, con bé sợ tá hỏa, cứ liên tục kêu khóc, ai hỏi gì cũng ngu ngu ngơ ngơ. Bà cụ Bổi sống gần nhà thấy con bé cứ ngu ngơ, nói năng lảm nhảm, hết khóc lại cười, thì chép miệng bảo: "Ơi, con bé này nó mất vía rồi, ra đó kéo vía nó về thì may ra." Nói là làm, gia đình con bé nhàn cùng bà Bổi mang theo nắm gạo, nắm muối ra chỗ cái mương theo lời đám trẻ con chỉ, rồi rải gạo muối. Đoạn vừa đi vừa gọi to: "Nhàn ơi, ba hồn chính vía về nhàn ơi." Ba hồn chính vía đâu chả thấy, chỉ thấy một cái xác đàn ông nổi dập dềnh trên con sông cạnh cái mương nước không xa. Dân làng lại được một phen náo động. Nhưng kinh hãi hơn, đó là thằng Thân. Thằng Thân chết học máu, hệt như lời anh Thành bảo lúc ban chiều. Sau ngày chôn cất cho thằng Thân xong, ông Luân nhanh chóng triệu tập tất cả trưởng chi và bà con trong họ tộc lại từ đường. Cả đám thống nhất tìm đến nhà thầy Kim để xem xét phần âm ra sao. Nếu anh Thành quả thật chết oan và chết vào giờ độc thì phải làm lễ cho sớm, rủi nếu dính phải trùng tang thì cả họ nguy to. Vốn dĩ không ai rõ anh Thành mất chính xác vào lúc nào, nên lúc thầy Kim căn vặn thì gia đình chỉ căn cứ vào theo giờ khám nghiệm tử thi. Thầy Kim bấm độn một hồi thì khẳng định là anh Thành mất vào giờ độc. Kinh sợ hơn,
Thầy còn bảo rằng dòng họ Nguyễn Ngọc này còn chết thêm mấy mạng nữa. Nghe lời thầy phán, ông Luận và mấy bô lão trong họ sợ đến mất mật. Đặng Lễ nhanh chóng lập ra để thầy Kim khai khẩu, nhưng dòng hồn anh Thành chỉ nói đúng một câu: "Tao chết oan", rồi không nói thêm gì nữa. Thầy Kim ngay lập tức được mời đến làm lễ giải trùng, và mỗi người trong dòng tộc đều được phát một lá bùa giữ bên mình. Những tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt, nhưng mà vẫn chưa hết. Cơn mưa máu gió tanh lại một lần nữa tìm về với dòng họ nhằm đúng ngày 49 khi anh Thành chết. Kể thêm một chút về thời điểm đi xem bói. Sau khi họ tộc nhà ông Luân trở về chuẩn bị đồ đạc, đặng lát nữa thầy Kim sang thì gã đàn ông xăm trổ tên Nấm, kẻ đã mang 20 triệu sang Phúng Điếu đám ma với lý do trả nợ, cũng bí mật đến điện của một ông thầy khác cách làng hơn chục cây số để lập đàn cúng giải tai ương, và cũng lên chùa xin bùa về đeo. Sau vụ vong hồn anh Thành nhập vào người nhà kêu bị chết oan, kết hợp với cái chết bí ẩn của thằng thân cùng với vết lằn mờ ở cổ, thì dân làng rộ lên thuyết âm mưu là anh Thành bị giết. Đi đâu cũng thấy người ta bàn tán về cái chết của anh, rằng nếu anh bị đột quỵ thì phải ngã ngay trên bờ chính chứ. Nếu anh Thành đi vệ sinh thì đâu cần phải đi xa vậy, cách bờ chính cả 100 mét và cách nhà anh tới mấy con ngõ. Lại thêm việc hàng ngày tuyến đường anh Thành hay đi tập thể dục không phải tuyến đường đấy. Nói tóm lại là có rất nhiều giả thuyết, nhưng người đã chết rồi, chôn thì cũng chôn rồi. Bản thân anh Thành trước khi đổ bệnh cũng là cán bộ cốt cán của xã, đương nhiên là ai cũng biết anh Thành cùng với cán bộ chấp bu trong xã có những mối quan hệ với giới giang hồ để chiếm dụng, chia chác đất công. Nếu vào mổ xẻ cái chết của anh thì sẽ liên quan tới rất nhiều việc và liên lụy rất nhiều người. Bao nhiêu dự án, bao nhiêu kế hoạch đền bù đất đai, bao nhiêu món ngon đâu dễ dàng để mất được. Vậy là người ta rộ lên tin đồn anh Thành bị giết. Nhưng kẻ thủ ác là ai, giết bao giờ, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Đúng 3 ngày sau, làng này gặp phải chuyện kinh dị. Lúc đó là tầm 5 giờ chiều. Bà Bền đang tha thẩn tản bộ trên đường làng cùng bà hàng xóm thì đột nhiên khựng lại. Bà Bền lắng tai nghe rồi quay sang hỏi: "Bà Phấn ơi, bà có nghe thấy loa phóng thanh của thôn không? Sau này còn phát thanh viên gọi tên tôi suốt vậy." Bà Phấn lúc ấy mới để ý, nhưng không nghe thấy nhắc tên bà Bền, mà giọng phát thanh viên lại là giọng nam. Bà Phấn định thần mấy giây mới nói bừa: "Chắc người ta nhắc bà đóng tiền điện nước hay gì đó, vừa tôi cũng không có chú ý. Mai bà lên quỹ bàn hỏi lại xem sao." Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Đêm hôm đó, khi ông Nhiên, hàng xóm của nhà bà Bền, trằn trọc cả đêm không ngủ được nên ra ban công hóng gió và hút thuốc lào vả. Lúc ánh mắt vô tình nhìn sang nhà bà Bền, ông Nhiên chợt giật mình khi thấy có một con đom đóm to lắm, to bằng quả trứng gà, cứ lượn đi lượn lại hệt như muốn bay vào nhà bà. Nhưng tuyệt nhiên nó không bay vào được trong nhà, cứ đến gần cửa thì như có lực vô hình nào đó hất nó ra. Ông Nhiên thấy sự lạ nên cứ căng mắt ra theo dõi, nhưng mấy phút sau con đom đóm cứ từ từ biến mất nơi con đường dẫn ra khúc sông sau làng. Hôm sau vào tầm 5 giờ sáng, bà Bền dậy đi chợ, định bụng đi chợ rồi lúc về tạt qua quỹ ban xã xem hôm qua người ta nhắc gì mình. Nhưng khi vừa đến cổng, bà Bền lại nghe tiếng loa phóng thanh gọi tên mình. Tiếng loa hôm nay sao âm vang trầm đục và cất lên sớm thế. Âm thanh ấy như một sức mạnh vô hình kéo tay bà Bền đi. Bà như người mất hồn tiến về phía sông, cách cái máng oan nghiệt nơi phát hiện xác anh Thành chỉ một khoảng ruộng nhỏ. Trên đường đi có ông Tần là người quen,
thấy bà Bền lững thững đi một mình mà bước đi rất nhẹ, liền cất giọng chào hỏi. Bác Bền đi thể dục sớm thế ạ? Lạ thay, bà Bền mọi ngày vốn mau mồm mau miệng, hôm nay cứ lầm lũi gục đầu không đáp. Ông Tần thấy lạ nên cứ ngây người ra, rồi cũng chép miệng cắp vó đi. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, bà Bền đã khuất bóng phía đằng xa, nơi dẫn ra khúc sông âm u sau làng. Bà Bền cứ cắm đầu đi, cho đến khi ra đến cuối bãi bồi cũng không dừng lại. Bà tiến sát mép sông và cứ thế lội xuống, cho đến khi nước ngập đến quá cổ và hơi lạnh ngấm vào toàn thân, bà Bền mới tỉnh lại chới với. Ngay lúc đó, bà cảm giác có một bàn tay nào đó đang nắm cổ chân mình kéo xuống. May mắn hôm đó có ông Dậu người cùng làng đi đánh cá sớm, thấy vậy thì cho thuyền bơi vào gần cứu được bà. Bà Bền hôm đó được một phen thất kinh, về ốm liệt giường liệt chiếu mấy ngày. Người nhà bà biết chuyện thì thuê thầy đến xem. Thầy phán bà bị một vong theo do hợp tuổi, nó muốn bắt bà thế chỗ cho nó được lên bờ. Ngày hôm đó do gia chủ cậy nhờ nên thầy ra đình làm lễ rồi lập đàn cúng kiến tới tận khuya. Trước khi ra về, thầy khẳng định chắc nịch rằng vong hồn đã bị trấn yểm, không thể hiện lên dương trần mà quấy quả. Cuộc sống của bà Bền trở lại bình thường cho đến đúng 3 ngày sau. Đêm đó trời mưa to và dai dẳng, chẳng hiểu sao tiết trời đổ về đầu đông mà sấm sét nổ đinh tai, mưa ập xuống ào ào như bão tháng 6, làm dân làng ai nấy đều co ro chẳng dám ngủ. Lẫn trong tiếng gió cào vào cửa sổ, lẫn trong tiếng mưa đập ầm ầm như ném đá trên mái, bà Bền nghe rõ có tiếng ai khóc ai oán bên con đường sát cạnh nhà. Đến tầm 3 giờ sáng, khi mưa đã nhẹ hạt bớt, chỉ còn tiếng cò kè, cóc ngoé vọng lại từ mảnh ruộng sau nhà. Bà Bền đang nằm ngủ cùng cô con gái lớn thì lại giật mình ngồi bật dậy. Bà bần thần mất mấy giây rồi quay qua bảo cô con gái. Hương ơi, mày có nghe thấy tiếng loa phóng thanh xã gọi mẹ không? Do vẫn còn sớm, cô con gái bà đang trong cơn ngái ngủ nên trả lời thì thào. Mẹ mơ ngủ hả? Đêm tối mù thế này loa nào gọi mẹ? Ngủ đi mẹ, còn sớm lắm. Nói rồi, người con gái khẽ trở mình, cuộn chăn ngủ tiếp. Đến khi dậy là tầm 6 giờ sáng. Hương giật mình, không thấy bà Bền đâu. Rõ ràng đêm qua, cô nằm ngoài. Bình thường một cử động nhẹ của bà Bền, cô cũng biết. Nhưng nay mẹ cô dậy lúc nào, cô cũng không hay. Nhớ lại câu nói hồi sáng của mẹ, Hương lại có linh cảm chẳng lành, nên ngay lập tức gọi cho bố mình về rồi cùng nhau đi tìm. Cả nhà 5 người chia nhau ra tìm, thì thất kinh phát hiện ra đôi dép của bà Bền ở khúc sông sau làng. Cả nhà tái mét mặt mày, nhanh chóng hô hoán thêm họ hàng và dân làng. Đám trai làng nhảy cả xuống sông, mò dọc theo bờ bãi, rồi lấy cả lưới cào, mà cũng không phát hiện được gì. Ông Hậu một mặt báo cho chính quyền, một mặt sai người đi thỉnh thầy Pháp đến. Ông thầy Pháp bấm tay, rồi phán một câu xanh rợn. Bà này bị dìm chết và giấu xác rồi, để ta đăng đàn cúng thử xem sao. Nói rồi, thầy đăng đàn làm lễ. Lúc gieo ba đồng âm dương, thầy Pháp chau mày, vẻ tư lự lắm. Đoạn nhìn ra khoảng không, lẩm bẩm một mình, hệt như đang nói chuyện với ai đó. Xong xuôi, thầy Pháp chậm chậm đi qua khoảng ruộng, đến đúng cái chỗ máng nơi anh Thành chết, rồi chỉ chỗ nước đục ngầu dưới lòng máng mà bảo: Chúng mày lội xuống đi, xác bà ta ở đây đấy. Cái máng sâu cỡ hơn 2 mét, gặp cơn mưa đêm qua thì ngập lên tận miệng. Nhưng chỗ này lúc nãy rõ ràng mọi người đã tìm qua rồi, nhưng không thấy. Nghe thầy Pháp nói thế,
thì ai nấy cũng bán tín bán nghi. Một thanh niên đánh bạo xuống mò thử, quả nhiên là tìm được. Kinh hãi nhất là lúc khiêng cái xác chết cứng lên. Ai nấy đều kinh hãi đến thét lên vì sợ. Xác bà Bền đang trong tư thế ngồi xổm, hai tay bó gối, trong miệng mũi và mang tai ngập đầy đất. Thầy làm lễ xong thì bảo người nhà mang bà về an táng và dặn mọi người cẩn thận, vì hồn bà Bền đã thế chỗ cho con ma kia lên bờ, nó có thể đã hóa quỷ. Gia đình bà Bền cũng từ chối mổ tử thi, nên cái chết vẫn là một điều cực kỳ bí ẩn. Mấy ngày sau, lại một lần nữa, dân làng sống trong cảnh hoang mang, và thêm một vụ án rúng động ngôi làng, làm cơ quan điều tra đau đầu vì ông Dậu, người đã cứu bà Bền lần đầu, cũng bị dìm chết. Hôm đó, ông Dậu cùng con trai cũng đi kéo lưới sớm như mọi ngày. Trong lúc đang thu lưới về, ông phát hiện kéo được con cá to. Nhưng con cá trong lưới vừa trồi lên khỏi mặt nước. Hai cha con ông Dậu phát hiện con cá đó không bình thường, vì có hai con mắt đỏ hoe đang rỉ máu. Chưa kịp định thần thì nó quẩy mạnh, kéo cả lưới lẫn ông Dậu xuống sông mất hút. Anh con trai theo bản năng lao mình xuống theo, nhưng bóng dáng ông Dậu đã biến mất nơi lòng sông cuộn đục. Sợ hãi không biết nên làm gì, người con trai liền gào thét báo cho mọi người đến tìm cùng. Tìm cả nửa ngày cũng không thấy, lại nhờ thầy pháp đến giúp, và xác ông Dậu được tìm thấy cũng ngay cạnh mé bờ, cách chỗ xác bà Bền độ 100 mét. Nhưng ông Dậu lại trong tư thế quỳ, tay bẻ quặt lại đằng sau. Khi đưa ông Dậu lên, miệng ông trào máu rất kinh dị. Từ đó không còn một ai dám bén mảng ra chỗ cái máng và khúc sông đó. Tin đồn Hồng Anh Thành hóa quỷ cũng từ đó lại rộ lên. Chỉ độ gần một tháng mà làng này xảy ra những cái chết kỳ dị, làm dân làng hoang mang. Họ tộc nhà ông Luân chịu rất nhiều sức ép. Phần vì sợ nên thỉnh cao tăng về giải trùng lần nữa, và bắt vong hồn của anh Thành lên chùa Hàm Long tu tập. Bên phía công an vẫn chưa tìm ra được hung thủ, làm gia đình vô cùng sốt ruột. Sau khi hai vị sư làm lễ nhốt trùng thì mọi chuyện dần dần cũng qua đi. Cứ tưởng đã yên ổn, nhưng không. Đến hôm đám cưới của đứa cháu họ gọi anh Thành bằng bác thì lại xảy ra sự lạ. Số là trong đám cưới có một thanh niên tên là Tuần, đang học đại học thương mại, cũng đến làm cổ giúp từ hôm trước. Ngày hôm trước, thằng Tuần đến phụ gia đình bắt rạp, thịt gà làm cổ và uống rượu rất bình thường. Đến ngày cưới chính, thằng Tuần cũng đến từ sáng làm giúp phần cổ bàn. Nhưng đến giờ ăn cổ, khoảng tầm 10 giờ sáng, thì mọi người gọi Tuần vào ăn cơm uống rượu chung vui, nhưng nó không vào, cứ ngồi một góc uống trà một mình. Mọi người nghĩ rằng thằng Tuần làm cổ từ sáng đến đêm hôm trước nên mệt, vì vậy mọi người cứ kệ nó, để nó ngồi một mình. Thằng Tuần ngồi một góc nhìn mọi người ăn uống. Lúc sau nó với lấy chai rượu ra, tự rót tự uống một mình. Mọi người trong đám cưới mãi ăn uống chúc tụng nên cũng chẳng ai để ý đến nó. Ăn uống xong thì gia đình lo chuẩn bị đón tiếp nhà trai, rồi đưa cô dâu về nhà chồng. Tầm 1 giờ, mọi người đang dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn chiều, thì bất ngờ thằng Tuần hất tung bàn ghế. Nó đứng bật dậy, giơ tay chỉ thẳng mặt bố mẹ của cô dâu, rồi mắng chửi. Tiền sư chúng mày, chúng mày mất dạy, cưới con mà không mời tao. Chúng mày không coi tao ra gì, tao sẽ cho vợ chồng con cái chúng mày một bài học. Nói rồi, thằng Tuần giơ thẳng tay tát vào mặt mẹ cô dâu. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mặt mũi ai nấy đều đần ra. Sau khi hết choáng váng, mẹ cô dâu mới hỏi: Bác à, có phải bác Thành không? Bất ngờ, thằng Tuần vỗ ngực gằn giọng: Không tao thì ai giàu đây?
Tao ở đây từ sáng đến giờ mà chúng mày ăn uống linh đình, không ai ra mời tao. Mọi người trong họ nghe lời ấy như sét đánh ngang tai. Tại sao vong hồn anh Thành đã mang lên chùa Hàm Long nhốt rồi mà hôm nay vẫn trốn được về đám cưới là làm sao? Thằng Tuần với thái độ hung hãn, mặt đỏ tía tai, mắt long sòng sọc, túm cổ thằng cháu và bảo: "Mày không cho bác ăn thì phải đi theo hầu bác." Thằng bé sợ quá vãi đái ra quần rồi lăn quay ngất lịm. Thấy ồn ào ở đám cưới, hàng xóm mới kéo vào xem. Gia đình phải vất vả lắm mới trói được thằng Tuần và chở thẳng nó về nhà. Chứng kiến sự việc quái đản đó, ông Luân ngay lập tức gọi điện cho sư thầy bên chùa Hàm Long. "Bạch thầy, vong hồn cháu Thành lại tìm về nhà quấy phá rồi. Sao lại có sự lạ như thế?" Sư thầy nghe xong rất ngỡ ngàng, hỏi đi hỏi lại mấy lần. Ông Luân khẳng định là như vậy, sư thầy mới nói: "Thí chủ bình tâm đi, ta sẽ sang nhà ngay. Để ta mang theo lò để bắt vòng nó mang lại về chùa. Ta cũng không nghĩ vòng ấy mạnh thế, có đủ khả năng để trốn về nhà. Giờ thí chủ cứ trói tạm xác phàm đó lại, đợi ta sang rồi định liệu." Nói rồi sư thầy cúp máy liền. Trong khi đó, ở nhà anh Thành, thằng Tuần bị trói chặt hai chân hai tay. Người nhà anh Thành đi kiếm roi dầu, tiết chó và cả nước tiểu trẻ con tẩm vào roi dầu, liên tục quật mạnh vào thân thể thằng Tuần để trục vong ra. Nhưng vong anh Thành vẫn không thoát ra. Miệng thằng Tuần liên tục rít lên và chửi: "Tiền sự chúng mày, tao chết oan, nợ máu còn chưa dứt, sao chúng mày dám để sư thầy dạy bắt chú nhóc tao trên chùa những ngày qua? Tao đã ra được rồi, tao sẽ bắt hết chúng mày đi theo tao." Cả họ nghe xong, ai nấy sợ đến tái mặt. Mãi tới tận khi có hai vị sư bên chùa Hàm Long sang thì mới bắt nhốt được vong anh Thành. Hai vị sư ấy còn giúp bốc lại toàn bộ bát hương gia tiên của gia đình anh Thành và trấn yểm luôn giúp gia đình anh. Xong xuôi, sư thầy mới thở dài, chỉ mặt em gái anh Thành rồi bảo: "Ta đã căn dặn rồi, rào thí chủ còn làm trái. Sao lại thắp nhang mời vong về ăn cỗ, để vong trốn ra được? Nhớ kỹ lời ta, gia đình không được cúng bái hay thắp nhang, gọi tên trong vòng 3 năm. Vong này còn quan niệm lớn lắm, để xảy ra lần nữa là không nhốt được đâu." Sau đấy 3 ngày, bên công an đã có kết luận chính thức và phá được một chuyên án. Tên sát nhân không ai khác là thằng Nấm, đệ tử của lão Tư Lành. Nguồn cơn từ việc anh Thành phát hiện ra bà Bền, nguyên là hội trưởng hội phụ nữ thôn, kết hợp cùng với lão Tư Lành cắt đất làng bán. Anh Thành định đem đơn thư tố giác lên cấp trên, sợ việc bại lộ, đám ấy bàn với nhau sai thằng Nấm và cháu họ của anh Thành là thằng Thân giết người diệt khẩu. Thằng Thân tuy là họ hàng nhưng vốn thù hằn anh Thành đã lâu, vì dạo nọ bị anh báo công an tội ăn cắp, lại được lão Tư Lành cho số tiền lớn nên gật đầu luôn. Hai gã ấy vừa lúc anh Thành đạp xe ở xã về, nhưng lúc tối trời chúng mai phục ở gốc đa rồi đánh anh bất tỉnh. Hai thằng lấy dây thừng thích cổ làm anh chết tươi. Đoạn sai lão Dậu, một tay sai mẫn cán trong tổ chức, núp bóng lão chài lưới chở xác dọc theo con sông, rồi cả đám đem ra máng bỏ. Ngụy tạo hiện trường là anh Thành trúng gió chết. Tất cả đều được lão Tư Lành khai sạch. Và đúng 3 ngày sau, lão thắt cổ chết trong phòng tạm giam. Kỳ lạ ở chỗ, chấn song cửa sổ nơi lão buộc tấm màn tuyên chỉ cao ngang ngực người lớn. Thằng Nấm cũng được người ta phát hiện chết nổi ở sông. Đúng vào hôm hồn ma anh Thành hiện về nhà người cháu gái. Sau đó hồn ma anh Thành từ đó không hiện về thêm lần nào. Nhưng khúc sông và cái máng nước đó cứ sẫm tối
là chẳng ai dám bén mảng ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Ma Ngắn, Chết Oan, tác giả An Yên. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.